Tuy không vô tướng vô tác nên không thêm không bớt. Nếu Bồ Tát ngộ được tính không thêm không bớt ấy, thầy chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu Bồ Tát nghe việc ấy mà thông suốt, không chướng ngại vào trí tuệ Phật, nên tuy chưa làm Phật, nhưng nhờ tín lực mà đối với Phật Pháp cũng không nghi, không kinh, không sợ. Vì cớ sao? Vì kẻ phàm phu tâm chấp ngã nên có sợ. Bồ Tát dứt hết ngã tưởng nên không sợ, nên biết Bồ Tát ấy an trụ địa vị, chẳng thoái chuyển, cũng có thể hành đúng bát nhã. Tu Bồ Đề nghe nói Bồ Tát hành đúng bát nhã nên lại hỏi Phật: Bát nhã ba la mật, quán hết thảy đều không, không bền chắc, tướng không ấy là hành bát nhã chăng? Phật đáp: Không phải. Vì sao? Vì nếu pháp không không có, làm sao hành bát nhã? Lìa pháp không ấy lại riêng có pháp hành bát nhã chăng? Phật đáp: Không phải. Vì sao? Vì nếu hết thảy pháp không, vô tướng, vô tác, làm sao lìa không lại có pháp khác? Thế nên đáp: Không phải. Tu Bồ Đề nghe nói không, chẳng phải hành bát nhã, lìa không, chẳng phải hành bát nhã, hết thảy pháp đều thu nhiếp ở trong bát nhã. Này chỉ hỏi bát nhã tập hành bát nhã chăng? Pháp không tự tập hành, phải do pháp khác tập hành, nên đáp không. Lại hỏi lìa bát nhã lại riêng có pháp tập hành bát nhã chăng? Phật đáp: Không. Vì sao? Vì hết thảy pháp thu nhiếp ở trong bát nhã, không thể riêng có pháp tập hành bát nhã. Từ trước lại đây được hỏi người thực hành bát nhã, này hỏi về lý do danh tự năm uẩn tập hành bát nhã chăng? Phật đáp: Không. Vì sao? Vì năm uẩn từ nhân duyên hòa hợp hư dối, không tự tại, không có tướng tác vi, làm sao tập hành được? Tu Bồ Đề lại hỏi: Nếu Bồ Tát chỉ là danh tự giả, trống không, không thật, nên không tập hành bát nhã, vậy ba la mật và các pháp trợ đạo tập hành bát nhã ba la mật chăng? Phật đáp: Không. Vì sao? Vì như năm uẩn do hòa hợp mà có nên không thể tập hành. Sáu ba la mật cũng như vậy. Sắc pháp tướng không, không bền chắc, như như pháp tính, pháp vị, pháp trụ, thật tế, pháp ấy tập hành bát nhã chăng? Phật đáp: Pháp ấy là pháp vô vi, chẳng sinh chẳng diệt, tự tính thường trú nên không tập hành. Tu Bồ Đề lại hỏi Phật: Người là danh tự giả nên không tập hành, các pháp cũng do nhân duyên hòa hợp sinh, không có tự tính nên cũng không tập hành. Vậy ai sẽ tập hành bát nhã? Nếu không tập hành, làm sao được đạo vô thượng? Phật đáp bằng cách hỏi ngược lại: Ý ông nghĩ sao? Vì thấy Tu Bồ Đề gấp rút tìm biết người tập hành bát nhã, thế nên Phật hỏi: Ông lấy mắt tuệ xem thấy có một pháp nhất định tập hành bát nhã chăng? Tu Bồ Đề nhân ba cửa giải thoát được vào thật tướng các pháp, tướng các pháp còn không thể có được, huống gì người tập hành. Thế nên đáp rằng: Bạch Thế Tôn, không thấy có người tập hành bát nhã. Phật lại hỏi: Ông thấy có chỗ Bồ Tát tập hành bát nhã ba la mật? Tu Bồ Đề đáp: Không thấy. Vì sao? Vì trong bát nhã ba la mật, hết thảy pháp quán hoặc thường hoặc vô thường, hoặc sinh hoặc diệt đều dứt, không có một pháp có tướng nhất định gọi là bát nhã. Làm sao nói đó là bát nhã ba la mật? Phật lại hỏi: Nếu ông dùng mắt tuệ không thấy pháp, vậy pháp không thấy ấy là có hay là không? Tu Bồ Đề đáp: Không. Vì sao? Vì theo Phật nói mắt tuệ chân thật, còn mắt thịt mắt trời hư dối. Tu Bồ Đề dùng mắt tuệ quan sát không thấy nên đáp: Không. Phật lại hỏi: Nếu pháp không không thể có được, pháp ấy có sinh chăng? Tu Bồ Đề đáp: Không sinh. Pháp ấy vốn tự không có, rốt ráo không, không có gì của chính nó. Hí luận về các pháp có hay không đã diệt, làm sao có sinh? Phật bảo Tu Bồ Đề: Nếu Bồ Tát đối với pháp ấy thông suốt vô ngại, có tín lực tuệ lực nên có thể an trú trong pháp ấy, ấy gọi là vô sinh nhẫn. Trong năm uẩn già gọi là Bồ Tát, được pháp như vậy ấy gọi là hành đúng bát nhã hay ba la mật. Đây theo pháp thế tục nên nói, chẳng phải theo đệ nhất nghĩa. Trong đệ nhất nghĩa các hí luận tức là vô sinh, được vô sinh nhẫn ấy để được thọ ký đạo vô thượng. Phật dạy: Nếu hữu Bồ Tát nhất tâm sinh tinh tấn, không ngừng không nghỉ hành theo vô sinh nhẫn mà không được trí tuệ lớn, trí tuệ vô thượng, nhất thiết trí, thời không có lẽ đó. Vì sao? Vì như kinh nói, nếu không nhân không duyên thời không có quả báo, tà nhân tà duyên cũng không có quả báo, nhân duyên ít cũng không có quả báo. Bồ Tát được nhân duyên pháp nhẫn như vậy, khi bỏ nhục thân sinh tử để được thân pháp tánh sinh, trú trong quả báo thần thông của Bồ Tát, trong một lúc có thể biến hóa làm vô lượng thân, nghiêm tịnh cõi Phật, độ thoát chúng sanh. Người ấy ở thân cuối cùng đầy đủ Phật pháp, ngồi đạo tràng, đầy đủ nhân duyên chính, nếu không được vô thượng chánh đẳng chánh giác, thời không có lẽ ấy. Vì cớ sao? Vì người ấy được pháp vô sinh nhẫn.
Nhất tâm tiến thẳng không có lùi bỏ, Bồ Tát chưa được vô sinh pháp nhẫn, còn đắm sâu pháp thế gian, các phiền não sâu dày, tuy có thiện tâm phước đức mà mỏng manh không chứa nhóm được, nên bị phiền não ngăn che. Nếu được vô sinh pháp nhẫn, thời không còn có việc ấy. Chưa được vô sinh pháp nhẫn, thời dùng sức khó khăn, thí như đi bộ. Được vô sinh pháp nhẫn rồi, thời dùng sức rất dễ, thí như cưỡi thuyền. Thế nên các Bồ Tát quý vô sinh pháp nhẫn, vì quý nên tu Bồ Đề hỏi Phật. Được pháp vô sinh nên được thọ ký chăng? Phật đáp, không phải. Vì sao? Vì pháp vô sinh không sinh không diệt, không có tướng được, làm sao nhân được thọ ký? Tu Bồ Đề lại hỏi, pháp sinh được thọ ký ư? Phật đáp, không được. Vì sao? Vì pháp sinh là hư dối, các pháp là pháp vọng ngữ tạo tác, làm sao được pháp chân thật vô thượng chánh đẳng chánh giác? Tu Bồ Đề lại hỏi, pháp sinh và chẳng sinh được thọ ký chăng? Phật đáp, không được. Vì sao? Vì cả hai đều có lỗi. Tu Bồ Đề lại hỏi, nếu như vậy làm sao sẽ được thọ ký? Phật hỏi ngược lại, ông lấy mắt tuệ quán sát thấy có pháp thọ ký cho hàng Bồ Tát chăng? Tu Bồ Đề đáp, không thấy. Vì sao? Vì pháp ấy từ trước lại đây tướng tịch diệt, trong đó không có thấy và chẳng thấy, không có thọ ký và chẳng thọ ký, cũng không thấy vô thượng chánh đẳng chánh giác, không có pháp để đắc, cũng không có người đắc, vì bát nhã ba la mật không có sự ước tưởng phân biệt ấy. Hỏi, trên đây Tu Bồ Đề hỏi Bồ Tát do được vô sinh nhẫn nên được thọ ký chăng? Phật đáp không, sau này Phật lại lấy lý vô sinh để đáp rằng Bồ Tát khi tu bát nhã không có các ước tưởng phân biệt. Đáp, hành giả thật do vô sinh nhẫn nên được thọ ký, nhưng Tu Bồ Đề vì hàng Bồ Tát nên lấy tâm chấp trước, tâm sở đắc để hỏi. Vì vậy Phật đều đáp không, như hết thầy pháp thật không có ngã mà phạm trí bà sa hỏi Phật có ngã chăng? Phật im lặng không đáp. Hỏi không có ngã chăng, Phật cũng im lặng không đáp. Hết thảy pháp tuy thật không có ngã, nhưng vì phạm trí đem tâm chấp trước hỏi, muốn hiếu luận vô ngã nên Phật không đáp. Ý Tu Bồ Đề hỏi, biết chắc chắn có việc thọ ký, nhưng không biết quán pháp gì mà được thọ ký nên hỏi. Thế nên Phật đem điều sở đắc của Tu Bồ Đề hỏi lại. Ông lấy mắt tuệ thấy nhất định có pháp thọ ký chăng? Tu Bồ Đề trong ba cửa giải thoát, quán pháp tánh không thấy nhất định có người thọ ký, vì tánh của các pháp là vô thượng tướng vô lượng. Nếu không thấy có pháp thọ ký, thời làm sao sẽ có người được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Tu Bồ Đề nghe người thọ ký ấy không, tâm nạn vấn liền dứt, tự hiểu rõ không nghi. Phật chấp nhận ý ông, nói như vậy, như vậy. Ông chẳng thấy pháp chẳng được là thật. Vì sao? Vì tướng bát nhã ba la mật không có phân biệt. Giải thích phẩm Ma Sầu thứ 62, Kinh Đại Bát Nhã, phần 2 ghi phẩm Vấn Học thứ 61. Kinh, bấy giờ trời Đế Thích bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, bát nhã ba la mật không có các ước tưởng phân biệt vì rốt ráo xa lìa tướng. Bạch Đức Thế Tôn, chúng sinh nghe bát nhã ba la mật có thể thọ trì đọc tụng giảng nói nhớ nghĩ đúng thân cận tu đúng như nói cho đến được vô thượng chánh đẳng chánh giác, không xen lẫn các tâm tâm sở khác, việc ấy không do công đức nhỏ đưa lại. Phật dạy, như vậy, nghe bát nhã ba la mật thậm thâm, cho đến không xen lẫn các tâm sở khác, việc ấy không do công đức nhỏ đưa lại. Này Kiều Thi Ca, ý ông nghĩ sao? Nếu chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đà thành tựu 10 thiện đạo, 4 thiền, 4 tâm vô lượng, 4 định vô sắc, lại có kẻ thiện nam, người thiện nữ, thọ trì bát nhã thậm thâm, đọc tụng thân cận, nhớ nghĩ đúng, tu đúng như nói, thời hơn chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề thành tựu 10 thiện đạo cho đến 4 định vô sắc, gấp trăm, gấp ngàn, gấp vạn ức lần, cho đến toán số thí dụ cũng không thể sánh kịp. Bây giờ có một tỳ kheo nói với trời Đế Thích rằng, kẻ thiện nam, người thiện nữ ấy tu hành bát nhã ba la mật được công đức nhiều hơn nhân giả. Trời Đế Thích nói, kẻ thiện nam, người thiện nữ ấy chỉ phát tâm còn hơn tôi, huống chi nghe bát nhã ba la mật, rồi viết chép giữ gìn đọc tụng nhớ nghĩ đúng tu đúng như nói. Kẻ thiện nam, người thiện nữ ấy tu bát nhã ba la mật chẳng phải chỉ hơn tôi mà còn hơn hết thảy thế gian trời người Atula, chẳng phải chỉ hơn hết thảy trời người Atula mà cũng hơn Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, chẳng phải chỉ hơn Tu Đà Hoàng cho đến Bích Chi Phật mà cũng hơn vị Bồ Tát tu năm ba la mật nhưng sai lìa bát nhã ba la mật, chẳng phải chỉ hơn vị Bồ Tát tu năm ba la mật nhưng xa lìa bát nhã ba la mật, mà cũng hơn vị Bồ Tát tu bát nhã ba la mật nhưng không có sức phương tiện. Bồ Tát ấy đúng như kinh nói, tu bát nhã ba la mật không rất giống Phật, thường được thấy chư Phật trọng đến đạo tràng. Bồ Tát tu như vậy vì muốn cứu vớt chúng sinh ra khỏi dòng chìm đắm,
Bồ Tát học như vậy là không học thanh văn bích chi Phật. Bồ Tát học như vậy, trời tứ thiên vương đi đến chỗ Bồ Tát nói rằng: Thiện nam tử, hãy siêng học mau, khi ngồi đạo tràng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác như chư Phật quá khứ, được nhận 4 chiếc bát, ông cũng sẽ được, chúng tôi cũng sẽ đem đến dâng cúng. Lại các trời khác, trời tứ thiên vương, trời 33, trời dạ xoa, trời đâu xuất đà, trời hóa lạc, trời tha hóa tự tại, trời phạm thiên, cho đến trời thủ đà hội cũng sẽ đến cúng dường. Chư Phật mười phương cũng sẽ thường nghĩ đến vị Bồ Tát ấy là người đúng như kinh nói, tu hành bát nhã ba la mật thậm thâm. Vị Bồ Tát ấy vĩnh viễn không còn các việc ách nạn, khổ nhọc của thế gian. Thần vị Bồ Tát ấy không có 404 bệnh như thế gian, do tu hành bát nhã ba la mật thậm thâm nên được công đức hiện đời như vậy. Bấy giờ A Nan nghĩ rằng, trời Đế Thích do tự lực nói ra hay nhờ thần lực của chư Phật nói ra? Trời Đế Thích biết ý nghĩ của A Nan, nói với A Nan rằng: Lời tôi nói ra đều do oai thần của Phật. Phật bảo A Nan: Như vậy, như vậy, như lời trời Đế Thích đều do oai thần của Phật. Này A Nan, khi Bồ Tát ấy học tập bát nhã ba la mật thậm thâm, ác ma trong 3000 đại thiên thế giới đều sinh hổ nghi. Bồ Tát ấy sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác ư? Hay sẽ giữa đường thủ chứng niết bàn rơi vào địa vị thanh văn bích chi Phật? Lại nữa A Nan, nếu khi Bồ Tát không rời bát nhã ba la mật, thời ma rất sầu khổ như mũi tên đâm vào tâm. Khi ấy ma lại phóng ra ngọn gió lửa lớn dậy khắp bốn phương, muốn làm cho tâm Bồ Tát biến mất sợ hãi biếng nhác, cho đến khởi lên một niệm loạn động đối với nhất thiết trí. A Nan bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ma quấy nhiễu hết thảy Bồ Tát hay có người không bị quấy nhiễu? Phật bảo A Nan: Có người bị quấy nhiễu, có người không bị quấy nhiễu. A Nan bạch Phật: Hạng Bồ Tát nào bị ma quấy nhiễu? Phật dạy: Hạng Bồ Tát đời trước nghe bát nhã ba la mật thậm thâm, tâm không tin hiểu, hạng Bồ Tát ấy ma tìm được chỗ tiện lợi để quấy nhiễu. Lại nữa A Nan, Bồ Tát khi nghe nói bát nhã ba la mật thậm thâm, ý nghi ngờ bát nhã ấy là thật có hay là thật không có, hạng Bồ Tát như thế ma tìm được chỗ tiện lợi để quấy nhiễu. Lại nữa A Nan, có hạng Bồ Tát xa lìa thiện tri thức, bị ác tri thức nhiếp phục, nên không nghe bát nhã ba la mật thậm thâm, không nghe nên không biết, không thấy, không hỏi, nên làm sao tu hành bát nhã ba la mật, nên làm sao tu bát nhã ba la mật, hạng Bồ Tát ấy ác ma tìm được chỗ tiện lợi để quấy nhiễu. Lại nữa A Nan, nếu hữu Bồ Tát xa lìa bát nhã ba la mật, lãnh thọ pháp ác, Bồ Tát ấy ma tìm được chỗ tiện lợi, nó nghĩ rằng bọn ta sẽ có bạn đảng, sẽ thỏa mãn nguyện ta, Bồ Tát ấy tự rơi vào nhị địa, cũng khiến người khác rơi vào nhị địa. Lại nữa A Nan, nếu Bồ Tát khi nghe nói bát nhã ba la mật thậm thâm, liền nói với người khác rằng: Bát nhã ba la mật ấy thậm thâm, ta còn không thể biết được thấu đáo, vậy người nghe làm gì, học làm gì bát nhã ba la mật ấy? Hạng Bồ Tát như vậy ma tìm được chỗ tiện lợi để quấy nhiễu. Lại nữa A Nan, nếu Bồ Tát khinh các Bồ Tát khác rằng: Ta hành bát nhã ba la mật, hành hạnh viễn ly không, còn ngươi không có công đức ấy, khi ấy ác ma rất vui mừng nhảy nhót. Nếu các Bồ Tát tự ỷ thị tên họ mình nhiều người biết đến, nên khinh các Bồ Tát hành thiện khác, hạng Bồ Tát ấy thật không có công đức về hành loại tướng mạo của chẳng thoái chuyển. Vì không có công đức ắy nên sinh các phiền não, chỉ đắm trước hư danh, nên khinh dễ người khác, nói rằng: Người không ở trong pháp của ta có được. Bây giờ ác ma nghĩ rằng: Nay cảnh giới cung điện của ta chẳng trống không, lại tăng thêm 3 đường ác. Ác ma rút thêm uy lực khiến người khác tín thọ lời người kia nói. Vì tín thọ lời người kia nói nên tin chịu làm theo kinh sách đó, tu học như lời nó nói. Khi tu học như lời nó nói, thời tăng thêm các kiết sử, tâm các người ấy điên đảo nên 3 nghiệp thần miệng ý họ làm đều chịu ác báo, do nhân duyên ấy làm tăng thêm 3 đường ác, quyến thuộc cùng điện của ma càng thêm nhiều. Này A Nan, ma thấy các lợi đó nên rất vui mừng nhảy nhót. Này A Nan, nếu người hành đạo Bồ Tát đấu tranh với người cầu đạo thanh văn, ma liền nghĩ rằng thế là xa lìa nhất thiết trí. Này A Nan, nếu Bồ Tát tranh đấu với Bồ Tát sân giận mắng nhiếc, khi ấy ác ma liền rất vui mừng nhảy nhót, nói rằng cả hai đều xa lìa nhất thiết trí. Lại nữa A Nan, nếu Bồ Tát chưa được thọ ký, hướng tới Bồ Tát đã được thọ ký, sinh ác tâm tranh đấu mắng nhiếc, tùy theo niệm ác trong nhiều ít kiếp, bằng kiếp số bao nhiêu, nếu không bỏ trí nhất thiết trùng, vậy sao mới được bổ túc bấy nhiêu kiếp đạt trang nghiêm? A Nan bạch Phật rằng:
Bạch Đức Thế Tôn, ác tâm ấy trải qua số kiếp bấy nhiêu, ở giữa khoảng đó có thể được giải trừ chăng? Phật bảo A Nan, ta tuy nói người cầu đạo Bồ Tát và thành Phật được xuất tội, nhưng nếu người cầu đạo Bồ Tát tranh đấu nhau, dần dần mắng nhiếc ôm hận, không hối cãi, không xả bỏ, ta không nói người đó được xuất tội, chắc chắn sẽ lại phải trải qua nhiều kiếp số nếu không bỏ trí nhất thiết chủng. Vậy sao mới được trang nghiêm? Nếu Bồ Tát tranh đấu, sân giận, mắng nhiếc, liền tự biết hối cải, nghĩ rằng ta có lỗi lớn, ta phải vì tất cả chúng sinh mà khuất mình xuống, khiến đời nay đời sau được hòa giải, ta sẽ nhẫn chịu cho chúng sinh bước qua như cầu đỏ, như điếc, như ngọng. Chứ làm sao ta dùng lời ác đáp trả người? Ta không nên phá hoại tầm vô thượng chánh đẳng chánh giác, sẽ nên độ hết thảy chúng sinh khổ não, chứ làm sao ta lại khởi lên tâm sân giận? A Nan bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, còn Bồ Tát với Bồ Tát cộng chú thì thế nào? Phật bảo A Nan, Bồ Tát với Bồ Tát cộng chú thì nên xem nhau như Thế Tôn. Vì sao? Vì Bồ Tát nên nghĩ rằng, đó là bạn thật của ta đi chung một thuyền, kia học ta học thí ba la mật cho đến trí nhất thiết chủng. Nếu Bồ Tát kia tu hành tạp nhạc để tâm nhất thiết trí, ta không nên học như vậy. Nếu Bồ Tát kia không tu hành tạp nhạc, không lìa tâm nhất thiết trí, ta nên học như vậy. Bồ Tát học như vậy là đồng học. Luận trên kia Trời Đế Thích nói người thiện nam viết chép chỉ thọ bát nhã cho đến nhớ nghĩ đúng được vô lượng công đức. Nay nói về ý nghĩa ấy, người đọc tụng bát nhã cho đến khi được vô thượng chánh đẳng chánh giác, không để cho tâm số pháp khác xen vào là được công đức như đã nói trên. Chỉ từ người khác nghe mà không thể thực hành khiến các tâm khác không xen vào, thời tuy công đức nhưng không gọi là vô lượng. Tâm số pháp xen vào là có người nói, đó là san tham, là ác tâm phá sáu ba la mật. Có người nói chỉ cần không để ác tâm tăng trưởng thì thế lực ma đi đến liền bị diệt trừ. Có người nói không để cho tâm cầu thanh văn bích chi Phật được xen vào. Có người nói tâm vô ký tán loạn tuy chẳng phải ác, song vì chướng ngăn thiện đạo cũng không để cho xen vào. Thế nên người ấy không phải từ công đức nhỏ đưa đến. Phật chấp thuận lời đó rằng đúng như vậy. Vì muốn phân biệt thế lực của hạnh thành tịnh nên hỏi ngược lại Kiều Thi Ca rằng, nếu hết thảy người có Diêm Phù Đề thành tựu 10 thiện đạo như kinh nói, phước đức ấy tuy nhiều, song vì thật tướng các pháp nên hư dối, không bền chắc, vô thường, tận diệt, không đủ cho là nhiều, giống như cỏ tuy rất nhiều song không bằng một chút kim cương. Hỏi tỳ kheo ấy, vì sao nói với Trời Đế Thích rằng phước đức người thiện nam ấy hơn ông? Đáp, Trời Đế Thích đã ở trong quả báo phước đức làm chủ cả trời người, tuy rất được tôn trọng, nhưng tỳ kheo ấy vì quý trọng chuyện khác muốn nêu bày công đức thiện pháp nên nói hơn Trời Đế Thích. Lại nữa, tỳ kheo ấy nghe nói Trời Đế Thích được đạo thanh văn nên nói ông tuy có phước đức mà không bằng Bồ Tát. Trời Đế Thích đắc đạo thâm niệm Phật pháp nên nhận lời nói của tỳ kheo, không sinh tầm cao ngạo, nói rằng Bồ Tát vì vô thượng chánh đẳng chánh giác chỉ phát tâm là đã hơn tôi, huống gì còn tu hành như kinh nói. Vì sao? Vì phước đức của Trời Đế Thích mỏng ít, còn công đức của Bồ Tát sâu dày. Lại vì phước đức của Trời Đế Thích đắm vào cái vui cõi trời chỉ vì tự thân, còn công đức của Bồ Tát là vì hết thảy chúng sinh mà hồi hướng đến cái vui Phật đạo. Khi ấy hội chúng nghe tỳ kheo nói hơn Trời Đế Thích. Trời Đế Thích nhận lời nói đó, họ đều sinh tâm khinh Trời Đế Thích. Thế nên Trời Đế Thích nói, không chỉ hơn tôi mà còn hơn cả vị Bồ Tát tập hành bát nhã không có sức phương tiện. Như kinh nói tập hành bát nhã ba la mật mà không lìa tâm số pháp. Trong đây Trời Đế Thích tự nói lý do hơn, đó là Bồ Tát tu hành bát nhã đúng như kinh nói, không dứt giống Phật cho đến cho tu hành bát nhã ba la mật nên được công đức đời này. Hỏi, vì sao A Nan nghĩ rằng Trời Đế Thích do tự lực nói ra hay nhờ Phật lực? Đáp, A Nan biết Trời Đế Thích là thanh văn mà nói rất sâu, hơn trí thanh văn bích chi Phật, thế nên sinh nghi mà hỏi. Hỏi, Trời Đế Thích tự có trí hay hỏi hay đáp? Cớ sao nói nhờ Phật lực? Đáp, bát nhã rất sâu, rất khó, vô lượng vô biên, nếu ở chỗ khác nói còn khó, huống gì ở trước Phật, trước đại chúng nói. Thế nên nói nhờ Phật lực, như kinh chỉ tâm nói, do oai thần sánh sáng nhập vào tâm kia, nên có thể đối trước Phật nói lời nại vấn. Phật bảo A Nan chấp thuận lời Đế Thích nói, lại khen ngợi vị Bồ Tát tu hành bát nhã thậm thâm, có uy đức lớn,
đó là A Nan, khi vị Bồ Tát tập học Bát Nhã Thập Thâm, ác ma liền sinh nghi. Ác ma là giặc oán của Bồ Tát, thường tìm lúc thuận tiện để phá Bồ Tát, như nói ở trong phẩm ma. Vì Bồ Tát tu hành sâu Bát Nhã Ba La Mật, nên ma dùng phương tiện lớn phá hoại tâm Bồ Tát. Nếu Bồ Tát giải đãi thời, ma rất vui mừng, nói rằng người ấy sẽ được sa đọa. Có người nói hết thảy Bồ Tát đều phải bị ma oán. Thế nên A Nan hỏi, tất cả đều có ma oán hay có người không bị? Phật phân biệt đáp, người có tâm thanh tịnh sâu xa, hành đạo Bồ Tát, thời không có bị ma phá. Người không thanh tịnh, thời bị ma phá, như kinh nói rộng. Hỏi, như Phật nói hết thảy pháp hữu vi đều có thể chuyển đổi, có thể xả bỏ. Cứ sao A Nan nghi mà hỏi Phật, tội ấy có thể hối cải chăng? Đáp, A Nan biết Bát Nhã Ba La Mật là nhân duyên vô tận. Nếu ai cúng dường sẽ được phước vô biên, cho đến khi thành Phật, phước đức ấy vẫn bất tận. Nếu trách mắng Bát Nhã, tội ấy cũng vô biên, thế nên hỏi Phật. Phật đáp, ta tuy nói có thể xuất tội, nhưng nếu Bồ Tát kết hợp đấu tranh nhau, không chịu bỏ, thời không thể xuất tội được. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy có tâm khinh mạn quá sâu, sân giận các Bồ Tát khác. Vì tâm sân giận kiêu mạn nên không thể hạ mình cùng sám hối, lại muốn làm công đức khác để mong dứt tội ấy. Phật dạy tội ấy không thể dứt được vì tâm ôm hận, nên tùy làm phước khác đều không thanh tịnh, không thanh tịnh nên không có lực, không có lực nên không thể diệt tội. Người ấy nếu muốn làm Phật, không bỏ nhất thiết trí hạ mình sám hối cho đủ bấy nhiêu kiếp mới được đại trang nghiêm. Hỏi, trong tâm ôm hận làm sao có thể dứt tội? Đáp, vì phá sân hận như kinh nói, A Nan biết chúng sinh tùy thuộc vào nghiệp duyên không được tự tại, không ai cứu hộ, ôm tâm sợ hãi, hỏi Phật, Bồ Tát cộng chú như thế nào, dụng tâm cung kính như thế nào? Phật đáp, Bồ Tát nên cúng dường, cung kính, xem nhau như Phật, đó là Phật vị lai. Trong đây Phật tự nói nhân duyên, Bồ Tát cộng chú nên nghĩ rằng đây là bạn chân thật của ta, cùng đi đến Phật đạo, cùng cưỡi một thuyền. Thuyền là chỉ sáu ba la mật, ba cõi và ba lậu, hoặc là nước. Bờ kia là Phật đạo. Điều người kia học, ta cũng nên học, đó là sáu ba la mật. Đồng giới, đồng kiến, đồng đạo như anh em trong hàng cư sĩ, không nên đấu tranh nhau. Ta và kia là anh em đồng pháp, không nên tranh nhau. Nếu Bồ Tát kia tu hành tạp nhạp, lìa tâm nhất thiết trí, ta không nên học như vậy. Vì sao? Vì việc tốt nên học theo, việc xấu nên bỏ. Bồ Tát nếu hoặc được như vậy, thời việc khinh mạn sân hận chấm dứt, ấy gọi là Bồ Tát đồng học. Giải thích phẩm đẳng học thứ 63, kinh Đại Bát Nhã phần 2 ghi, phẩm đồng tánh thứ 62, kinh Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, những gì là pháp bình đẳng của các Bồ Tát nên học. Này Tu Bồ Đề, nội không là pháp bình đẳng của Bồ Tát, ngoại không cho đến tự tướng không là pháp bình đẳng của Bồ Tát. Sắc, sắc tướng không, thọ tưởng hành thức tướng không, cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng chánh đẳng chánh giác tướng không là pháp bình đẳng của Bồ Tát. An trú pháp bình đẳng ấy được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát vì sắc tật nên học là học nhất thiết trí, vì sắc lìa nên học, vì sắc diệt nên học là học nhất thiết trí, vì sắc chẳng sinh nên học là học nhất thiết trí, thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Tu bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung, tận ly diệt chẳng sinh nên học là học nhất thiết trí. Phật bảo Tu Bồ Đề như lời ông nói, vì sắc tận ly diệt chẳng sinh nên học là học nhất thiết trí, vì thọ tưởng hành thức cho đến 18 pháp không chung, pháp không chung tận ly diệt chẳng sinh nên học là học nhất thiết trí. Phật bảo Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Sắc như như, thọ tưởng hành thức như như, cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác như như, Phật như như, các như ấy tận diệt đoạn chăng? Tu Bồ Đề thưa, thưa không, bạch Thế Tôn. Phật bảo Tu Bồ Đề, Bồ Tát như vậy, học như vậy là học nhất thiết trí. Như như ấy không thủ chứng, không diệt, không đoạn. Tu Bồ Đề, Bồ Tát như vậy, học như như là học nhất thiết trí, là học sáu ba la mật, là học bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung. Nếu học sáu ba la mật cho đến 18 pháp không chung ấy là học nhất thiết trí. Học như vậy là tận bờ mé của sự học. Học như vậy, ma hoặc ma trời không thể phá hoại. Học như vậy, đi thẳng đến địa vị chẳng thoái chuyển. Học như vậy là học đại sở hành của Phật. Học như vậy là được ủng hộ, là học đại từ đại bi, là học nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ giác cho chúng sinh. Học như vậy là học pháp luân có ba luân chuyển.
12 hành tướng, học như vậy là học độ chúng sinh, học như vậy là học không dứt giống Phật, học như vậy là học mở cửa cam lộ, học như vậy là học muốn chỉ bày tính vô vi. Này Tu Bồ Đề, người hạ liệt không thể học như vậy. Người học như vậy là vì muốn kéo chúng sinh ra khỏi đắm chìm sinh tử. Bồ Tát học như vậy, chọn không bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh, chọn không sinh nơi biên địa, chọn không sinh nhà trên Đà La, chọn không điếc đuôi ấm ớ quẻ quạt, các căn đầy đủ quyến thuộc thành tựu, chọn không mồ côi cùng khổ. Bồ Tát học như vậy, chọn không sát sinh, cho đến chọn không tà kiến, không sống theo tà mạng, không thâu hiếp người ác và người phá giới. Học như vậy, do có sức phương tiện nên không sinh cõi trời trường thọ. Thế nào là sức phương tiện? Như đã nói trong phẩm Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát do sức phương tiện nên vào bốn thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, mà không theo thiền vô lượng vô sắc định sinh ra. Tu Bồ Đề, Bồ Tát học như vậy, đối với hết thảy pháp được thanh tịnh, nghĩa là sạch tâm thanh văn bích chi Phật. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hết thảy pháp tính vốn thanh tịnh, vì sao nói Bồ Tát đối với hết thảy pháp thanh tịnh? Phật bảo Tu Bồ Đề: như vậy, hết thảy pháp tính vốn thanh tịnh. Nếu Bồ Tát đối với pháp ấy tâm thông suốt, không thối mất, tức là Bát Nhã Ba La Mật, các pháp như vậy, hàng phạm phu không biết không thấy. Bồ Tát vì chúng sinh ấy nên tu thí Ba La Mật cho đến Bát Nhã Ba La Mật, tu bốn niệm xứ cho đến trí nhất thiết chủng. Tu Bồ Đề, Bồ Tát học như vậy, đối với hết thảy pháp được trí lực, không có sợ gì. Học như vậy vì liễu tri tâm chúng sinh hướng về đâu, thí như đại địa ít chỗ xuất sinh vàng bạc chân bọc chân bảo. Chúng sinh cũng như vậy, ít người học được Bát Nhã Ba La Mật, nhiều người rơi vào thanh văn bích chi Phật địa. Thí như ít người chịu tạo nghiệp làm chuyển luân thánh vương, nhiều người tạo nghiệp làm tiểu vương. Cũng như vậy, ít chúng sinh tu Bát Nhã Ba La Mật cầu nhất thiết trí, nhiều người tu đạo thanh văn bích chi Phật. Tu Bồ Đề, trong các Bồ Tát phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, ít có người tu hành đúng như kinh nói, nhiều người trụ vào địa vị thanh văn bích chi Phật. Có nhiều Bồ Tát tu Bát Nhã Ba La Mật vì không có sức phương tiện nên ít người trụ địa vị chẳng thoái chuyển. Tu Bồ Đề, do lẽ đó Bồ Tát muốn trụ địa vị chẳng thối chuyển, muốn ở trong số Bồ Tát chẳng thối chuyển, hãy nên học Bát Nhã Ba La Mật thập thâm. Lại nữa, Tu Bồ Đề, khi Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật, không sinh tâm san tham, không sinh tâm phá giới, sân hận, giải đãi, tán loạn, ngu si, không sinh các tâm tội lỗi khác, không sinh tâm thủ tướng sắc, thủ tướng thọ tưởng hành thức, không sinh tâm thủ tướng bốn niệm xứ, cho đến không sinh tâm thủ tướng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao? Vì Bồ Tát tu Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm, không có pháp khả đắc. Vì không có pháp khả đắc nên đối với các pháp không sinh tâm thủ tướng. Tu Bồ Đề, Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm như vậy, thủ nhiếp các Ba La Mật, làm cho các Ba La Mật tăng trưởng, các Bồ Tát đều đi theo. Vì sao? Vì các Ba La Mật đều đi theo. Vì sao? Vì các Ba La Mật đều thu vào trong Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm. Thí như trong ngã kiến thu nhiếp hết 62 kiến, cũng như vậy Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm thu nhiếp hết các Ba La Mật. Thí như người chết vì mạng căn diệt nên các căn khác đều diệt theo. Như vậy khi Bồ Tát tu Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm, thời các Ba La Mật kia cũng đều đi theo. Tu Bồ Đề, Bồ Tát muốn làm cho các Ba La Mật qua đến bờ kia nên học Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm. Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm ấy, thời vượt lên trên hết thảy chúng sinh. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Chúng sinh trong 3.000 đại thiên thế giới nhiều chăng? Tu Bồ Đề thưa, chúng sinh trong một cõi Diêm Phù Đề còn nhiều, huống gì trong 3.000 đại thiên thế giới? Phật bảo Tu Bồ Đề, nếu chúng sinh trong 3.000 đại thiên thế giới cùng một lúc đều được làm thân người, đều được vô thượng chánh đẳng chánh giác, nếu có Bồ Tát suốt đời cúng dường bấy nhiêu đức Phật đó, y phục, thức ăn, ngọa cụ, thuốc thang, vật cần dùng, nơi sống. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Người ấy do nhân duyên ấy được phước nhiều chăng? Được phước đức nhiều chăng? Tu Bồ Đề thưa, rất nhiều, rất nhiều. Phật dạy, không bằng kẻ thiện nam, người thiện nữ, học Bát Nhã Ba La Mật, tu đúng như kinh nói, nhớ nghĩ đúng, được phước đức nhiều hơn. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật có thế lực, có thể làm cho Bồ Tát được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì thế nên Bồ Tát muốn vượt lên trên hết thảy chúng sinh nên học Bát Nhã Ba La Mật. Muốn vì chúng sinh không có ai cứu hộ, làm người cứu hộ, muốn làm chỗ nương về cho chúng sinh không có chỗ nương về, muốn làm đạo rốt ráo cho chúng sinh không có đạo rốt ráo,
muốn làm mắt cho người đuôi, muốn được công đức Phật, muốn làm tiếng giống sư tử của Phật, muốn đánh chuông chống Phật, muốn thổi loa Phật, muốn lên tòa cao Phật thuyết pháp, muốn dứt hết nghi lầm cho chúng sinh, thời nên học Bát Nhã Ba La Mật thập thâm. Tu Bồ Đề, Bồ Tát muốn học Bát Nhã Ba La Mật thập thâm, thời các công đức lành không việc gì không làm được. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, có thể còn được công đức thanh văn Bích Chi Phật chăng? Phật dạy: Công đức thanh văn Bích Chi Phật có thể được, nhưng không trụ ở trong đó, dùng trí quan sát rồi đi thẳng qua mà vào Bồ Tát vị. Tu Bồ Đề, Bồ Tát học như vậy là gần nhất thiết trí mau được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát học như vậy là làm dụng phước cho hết thảy thế gian trời người Atula. Bồ Tát học như vậy là vượt quá trên dụng phước của thanh văn Bích Chi Phật, chóng gần nhất thiết trí. Bồ Tát học như vậy gọi là không bỏ không rời Bát Nhã Ba La Mật mà thường tu Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát học như vậy nên biết là Bồ Tát chẳng thối chuyển, chóng gần nhất thiết trí, xa lìa thanh văn Bích Chi Phật, gần vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật nếu nghĩ rằng ta do Bát Nhã Ba La Mật mà được trí nhất thiết chủng, nếu nghĩ như vậy không gọi là hành Bát Nhã Ba La Mật. Nếu không nghĩ rằng đó là Bát Nhã Ba La Mật, đó là người có Bát Nhã Ba La Mật, đó là pháp Bát Nhã Ba La Mật, đó là người hành Bát Nhã Ba La Mật được vô thượng chánh đẳng chánh giác.